ạ. xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta là phần số 2 của video uh, phân biệt cách sử dụng giữa trợ từ wa và trợ từ ga. Ở video trước thì chúng ta đã phân biệt là những trường hợp nào là chúng ta dùng với trợ từ wa và trợ từ ga. Mọi người còn nhớ không ạ? Uh, Nôm na là gì ạ? Đó là trợ từ wa thì đứng trước cái thông tin mà chúng ta muốn truyền đạt. Còn trợ từ gạ thì đứng sau cái phần thông tin mà chúng ta muốn truyền đạt. Thứ hai nữa, đó là gì ạ? trợ à, từ vạ thì đứng trước từ để hỏi và trợ từ gạ thì đứng sau từ để hỏi. Nếu như trong câu hỏi mà có cái trợ từ vạ đứng trước từ để hỏi thì câu trả lời của chúng ta cũng sẽ dùng với trợ từ vạ. Còn nếu như trong câu hỏi có trợ từ gạ đứng trước từ để hỏi thì câu trả lời cũng sẽ trả lời bằng trợ từ gạ đó thì đây là cái phần điểm lưu ý đầu tiên mà chúng ta đã cùng tìm hiểu trong video lần trước và video này thì chúng ta sẽ bước sang cái phần point tổ thứ hai đó là trường hợp khi mà chúng ta muốn thể hiện một cách rõ ràng đưa một cái gì đó lên làm chủ đề và thể hiện một cách rõ ràng thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng với trợ tứ what wow. các bạn nhớ cách đầu tiên đó là đưa lên làm chủ đề thì chúng ta sẽ dùng trợ tứ vạ sau cái chủ đề đó. Ví dụ ở câu này chúng ta có là Thì cái chủ đề trong cái câu này mà mình muốn đưa ra đó là cái bộ phim đấy. Cái bộ phim đấy à, à tôi đã xem nó ở cái đất nước của tôi 3 năm về trước. đó Thì đứng sau cái phần mà chúng ta nêu lên làm chủ đề thì các bạn sẽ dùng với trợ tứ wa hoặc ví dụ với câu số 2. Osake wa suki nan desu ga sugu kao ga akaku natte shimon desu. Thì cái osake ở đây là cái chủ đề mà chúng ta muốn nhắc đến, muốn nêu lên ở đây là nói về rượu đúng không ạ? À, rượu ấy thì tôi thích thế nhưng mà tôi uống vào cái là tôi đỏ mặt ngay. Và đặc biệt có một lưu ý là khi mà chúng ta muốn thể hiện rõ ràng cái phần mà chúng ta muốn phủ định ấy, đó tức là chúng ta muốn phủ định ở cái phần nào thì phần lớn là chúng ta cũng sẽ dùng với trợ từ vạ. Ví dụ ở câu này chúng ta có là watashi no uchi ni inu wa sẽ Ở nhà tôi không có chó thì cái phần mà chúng ta muốn phủ định ở đây là inu ga, sẽ không có con chó đúng không ạ? Nhưng mà uh, trong cái câu phủ định nhấn mạnh cái sự phủ định như thế này thì chúng ta sẽ không dùng với trợ từ ga mà các bạn sẽ dùng với trợ từ vạ này. Thì chúng ta nhớ là với những cái phần mà chúng ta muốn nhấn mạnh là cái phần mà chúng ta muốn phủ định Thì các bạn sẽ dùng trợ từ vợ Hoặc ví dụ với câu số 2 này <laughs> Tôi sẽ không kết hôn với người đó Thì cái phần muốn phủ định là không kết hôn với người đấy đúng không ạ? đó Thì trong cái, cái thể hiện rõ cái phần muốn phủ định chúng ta cũng sẽ dùng với trợ từ vợ đấy là cái lưu ý đầu tiên chúng ta đưa một cái gì đấy lên làm chủ đề hoặc là với những phần mà chúng ta muốn phủ định trường hợp thứ hai phần này thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều và bởi vì là nó dễ dàng nhận biết thế nên là phần lớn là mọi người không bị nhầm lẫn ở trong cái trường hợp thứ hai này với trường hợp thứ hai này thì đây là một cái câu thể hiện cái sự đối lập giữa hai vế và khi mà chúng ta muốn so sánh sự đối lập giữa hai vế A thì như thế này, thế nhưng B thì như thế kia ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với trợ từ wa. Ví dụ ở câu đầu tiên này các bạn nhìn thấy là à, người ta so sánh là ở bên ngoài ấy, thì lạnh, thế nhưng mà vào trong nhà thì lại lại ấm. Đó hai cái đối tượng là uchi uh, soto né, và naka né. thì hai cái đối lập nhau như thế này chúng ta sẽ dùng với trợ từ wa. Hoặc ví dụ là câu số 2 wine wa nomemasu ga cái vế đầu tiên này người ta nói đến rượu vang Rượu vang thì tôi uống được Thế nhưng mà cái loại whisky thì tôi lại không uống được Đây. Đó thì cái phần mà so sánh đối lập giữa hai vế như thế này thì chúng ta đã rất là quen rồi Hoặc với câu số 3 Anoko wa uchi de wa yoku hanashimasu ga Soto de wa amari hanashimasen cái đứa trẻ này ở nhà thì rất là hay nói nhưng mà ra ngoài thì lại không có nói mấy. Và một cái điều lưu ý ở đây là khi mà chúng ta đã sử dụng cái trợ từ wa rồi ấy, thì những cái phần trợ từ khác của nó ví dụ như là trợ từ gọ hoặc là trợ từ ộ thì chúng ta sẽ bỏ đi không còn cái phần trợ từ gạ và trợ từ ộ nữa còn những cái phần trợ từ khác ví dụ như là đế, à, e, tụ đúng không ạ, nhị thì lúc đấy các bạn vẫn giữ nguyên những cái phần trợ từ đấy. Chẳng hạn chúng ta có cái câu ví dụ này khi được go hàng thì bình thường sẽ là khi được go hàng ộ oh đúng không ạ? Mình ăn cơm trưa ở nhà ăn. Thế nhưng mà khi mà đã muốn nhấn mạnh cái khí thức gô là cái chủ đề, đúng không ạ? Cơm trưa ấy thì tôi ăn ở nhà ăn. Thì đã dùng cái trợ từ ạ rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái trợ từ ô oh, đi. Khí thức gô và shokudo de tabemasu. Bởi vì là ăn ở nhà ăn thì rẻ hơn. Shokudo de wa, những cái trợ từ khác thì vẫn giữ nguyên nhé. Shokudo de wa yasuku taberareru kara desu. Rồi tiếp theo này, ở đây là cái câu mà nó thể hiện hai cái vế đối lập đúng không ạ? Dio diva hitanandesu ga Thì bình thường là chúng ta học là uh, một cái danh từ đi với trợ từ ga des đúng không? Ạ? Mình dở cái gì đó. Nhưng mà ở đây thì trợ từ ga đã biến mất và chúng ta nhấn mạnh bằng trợ từ wa. Và cái vế sau, kuri koto wa suki Nấu ăn thì rất là dở thế nhưng mà lại thích nấu và vào ngày chủ nhật ngày nghỉ thì kiểu gì mình cũng sẽ nấu ăn thì cái chợ từ khác ở đây là chợ từ nhị thì chúng ta vẫn giữ nguyên vậy thì tóm lại ở cái point tổ thứ hai này chúng ta ghi nhớ thứ nhất là chợ từ vợ được dùng khi mà chúng ta muốn đưa cái gì đó lên làm chủ đề trường hợp thứ hai được dùng trong cái dạng câu so sánh đối lập giữa hai vế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào phần bài tập thực hành các bạn nhìn thấy với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án số mấy ạ? Biru wa Biru thì cái vợ này nó đã nêu cái được là chủ đề rồi. Khi đã nêu cái phần được là chủ đề chính rồi thì cái phần bế này chúng ta sẽ dùng với trợ từ gạo. Cái phần còn lại ấy, chúng ta sẽ dùng với trợ từ gạo. Về cơ bản là như vậy. Bia ấy thì cái người đấy đã uống. Đúng không ạ? Cái người đấy đã uống. Thì cái anoito là chủ ngữ nhé. Anoito là chủ ngữ. Còn được là chủ đề. Đó, với cái phần chủ ngữ chúng ta sẽ dùng với trợ từ gạo. Ano hito ga non dan des Đó, Thì cái trường hợp chính xác của chúng ta Đấy sẽ là trợ từ ga Còn với câu số 2 ạ à, Với câu số 2 thì chúng ta có là Watashi wa asa gohan Và về này là Tabe masen ga Ga, sự so sánh đối lập Tôi thì Không ăn sáng Nhưng mà cơm trưa thì tôi lại ăn rất nhiều Hai cái thể hiện cái sự so sánh đối lập Thì chúng ta sẽ sử dụng là Va Va Đúng ạ Tiếp theo, xong với câu số 3 Người A mới hỏi là Kino ginko e kimashita có Hôm qua ấy, cậu đã đi đến ngân hàng à? Ie. Thì các bạn thấy là cái vế sau này của chúng ta là một cái phần câu phủ định Và khi muốn nhấn mạnh cái phần phủ định thì chúng ta sẽ dùng với trợ từ vợ và, và những cái phần trợ từ khác đi cùng Ví dụ ở đây là e thì chúng ta vẫn giữ nguyên Ginko e vợ ikimasen deshita đó thì vế này thì chúng ta sẽ là trợ từ vọng đúng không ạ? Tiếp theo với câu thứ tư này. Asta Yamada-san, ka? Đây là cái dạng câu hỏi lựa chọn. Ngày mai Yamada-san đi ra sân bay hay là cậu đi ra sân bay. Thì các bạn thấy ở đây nó không phải là cái sự đối lập đúng không ạ? Mà người ta chỉ hỏi cái sự lựa chọn thôi. Và chúng ta thấy là cái mà người ta muốn nhấn mạnh là người ta hỏi là hoặc là Yamada sẵn hay là cậu. Đúng không ạ? Vậy thì trong cái trường hợp này, sau cái thông tin quan trọng mà chúng ta muốn truyền tải, đó là cái phần point tội số 1 đúng không ạ? Đây không phải là cái chủ đề mà người ta chỉ muốn nhấn mạnh là Yamada hay là Anata, đúng không ạ? Thì sau cái thông tin quan trọng mà chúng ta muốn truyền tải thì các bạn sẽ dùng với trợ từ ga, đúng không ạ? Ga, ga. Tiếp theo câu trả lời này, Kuko-e watashi ikimasu. Vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây này Cái chủ đề ở đây mà người B trả lời á Thì người B là đưa ra cái chủ đề là À, ah, sân bay á à? Sân bay thì tôi sẽ đi Đó. Thì cái chủ đề của chúng ta ở đây Các bạn sẽ nêu lên chủ đề sử dụng với trợ từ Và, và những cái trợ từ đi kèm ở đây sẽ là -e và Watashi, chủ ngữ ở đây sẽ là Watashi ga ikimasu Nhé. Watashi ga ikimasu Chỗ này sẽ là Wa ga nhưng mà cái phần về sau, cái phần về sau ấy thì Yamada-san ở nhà đợi. Vậy thì hai cái này nó sẽ đối lập tôi đi, nhưng mà Yamada-san thì không có đi, đúng không ạ? Cái đối lập này thì chúng ta sẽ dùng ở đây bằng trợ từ vạ, đúng không ạ? Yamada-san vạ. Tiếp theo, với câu số 5 thì các bạn nhìn thấy là okiji là cái chữ to và cái phần này là Chisai này, hai cái đối lập. Vậy thì chúng ta sẽ không còn chần chừ gì nữa, chọn ngay là phương án A. Chữ to thì có thể nhìn thấy, nhưng mà chữ nhỏ thì phải đeo kính, nếu không đeo kính thì không nhìn thấy được. Tiếp theo với câu cuối cùng này, Yan-san, Yan-san wa yasai juice nomimasu ka? Yan-san có hay uống nước ép trái cây không, nước ép rau củ quả ấy? yasai juice mainichi nonde imasu. Ngày nào tôi cũng uống. Vậy thì cái chủ đề người ta muốn đưa ra ở đây là À nói về cái nước ép rau củ quả ấy hả Thì ngày nào tôi cũng uống chủ đề ở đây đúng không ạ Cái người ta muốn nêu lên chủ đề Chúng ta sẽ dùng với trợ tứ Như vậy thì qua cái phần này thì chúng ta đã ôn tập lại được là à, với những cái mà người ta đưa lên làm chủ đề Thì chúng ta sẽ dùng với trợ tứ Còn chủ ngữ tức là cái đối tượng thực hiện hành động Ví dụ trong câu này đúng không Thì chúng ta sẽ sử dụng với trợ tứ Ga Đúng không ạ video wa non ga nondan desu hoặc ví dụ đây là Kukue wa watashi ga ikimasu Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần point tổ cuối cùng, point tổ thứ ba. Phần point tổ này được dùng uh, với trợ tứ và và trợ tứ gọi trong cái dạng câu miêu tả và thứ hai nữa là trong những cái phần cấu trúc câu đã cố định rồi. Cách sử dụng đầu tiên đó là khi mà chúng ta muốn miêu tả những cái gì đấy mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt nghe thấy bằng tai những cái mà nó lọt vào mắt lọt vào tai chúng ta chúng ta mô tả đúng không ạ thì lúc đấy các bạn sẽ sử dụng với trợ từ gọ ví dụ ở đây là mình nhìn thấy à cái con chim nó đang uống nước thì cái mà chúng ta mô tả đây đúng không ạ thori gạo mizu non demas nhìn thấy bằng mắt lọt vào mắt mình hoặc là mình nhìn thấy bằng mắt lọt vào mắt mình cái sự việc là trời đã mưa ame gạo Này, đó là cái cách sử dụng đầu tiên dùng với trợ từ got. Trường hợp thứ hai đó là trong một cái câu phức. Trong một cái câu phức tức là nó sẽ có nhiều cái mệnh đề đúng không ạ? Thì cái chủ ngữ ở trong cái mệnh đề chính chúng ta sẽ sử dụng là trợ từ vọng. Còn chủ ngữ ở trong mệnh đề phụ thì chúng ta sẽ sử dụng là trợ từ gọn. Ví dụ ở trong cái câu này thì cái mệnh đề chính đó là Watashi wa eo mimashita. Tôi đã xem cái bức tranh thì cái chủ ngữ trong cái mệnh đề chính này là watashi thì chúng ta sẽ dùng với trợ từ wa. Còn cả cái phần kodomo ga kaita đứa con nó đã vẽ thì nó là cái phần bổ nghĩa cho danh từ e đúng không ạ? Cái này là mệnh đề phụ. Thì chủ ngữ ở trong cái mệnh đề phụ này ai vẽ đứa con đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga. Hoặc với câu thứ hai cũng vậy. Watashi wa itsumo kodomo ga nete kara TVを見ます. Thì cái mệnh đề chính của chúng ta ở đây là tôi xem phim. Vậy thì xem phim khi nào? Xem phim thì cái mệnh đề phụ ở đây là gì? Sau khi mà đứa con nó ngủ. Ở trong cái cụm từ là kodomo ga nete kara thì cái chủ ngữ cho cái hành động là neru, ngủ ấy, không phải là của watashi mà chủ ngữ cho hành động đấy là kodomo. Thì ở đây là mệnh đề phụ và chủ ngữ của nó chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga, đúng không ạ? Tiếp theo trường hợp số 3 thì đây là một cái dạng vương kê, một cái dạng mẫu câu đã cố định và chúng ta thì đã học nó ở cái phần sơ cấp rồi. Với cái dạng này thì chúng ta sẽ có chủ ngữ là danh từ N1 à, đi với trợ từ vợ và đó sẽ là những cái mà chúng ta nêu lên làm cái chủ đề. Sau đấy thì sẽ là một cái danh từ N2 đi với trợ từ gọ. Và cái danh từ N2 này nó có thể là những cái mà ví dụ như là những cái bộ phận của N1 chẳng hạn như là tôi thì tóc dài, thì cái tóc là cái bộ phận trên người tôi này, hoặc là những cái cảm xúc của N1, hoặc là những cái năng lực của N1 à, tức là nó là những cái đối tượng thuộc sở hữu của cái N1 ví dụ ở đây chúng ta có này kono hewa, mà ga oki desu ne, thì cái đầu tiên này, kono hea thì nó là một cái chủ đề chính, đúng không ạ? mato, cái cửa sổ là cái bộ phận của cái căn phòng này, đúng không ạ? đây là danh từ N1 và đây là danh từ n2 thì với cái danh từ n1 này chúng ta sẽ dùng trợ từ vợ và với danh từ n2 chúng ta sẽ dùng với trợ từ gợ Cái phòng này cửa sổ to nhỉ. Hoặc với câu số 2, watashi wa kuruma ga hoshi Đó thì cái đầu tiên là chủ à, đề đúng không ạ? Cái đưa ra này chủ thể chính này. Thì cái kuruma là cái mà bản thân cái người n1 này muốn, đó là cái cảm xúc đúng không ạ? Tôi muốn có xe ô tô. Hoặc cái thứ ba thì đây là cái bộ phận đầu của mình đúng không ạ? Tôi đau đầu. Đó, đó là một cái phần bộ phận. Và ta sẽ vào atama ga tay desu. Còn với trường hợp câu thứ tư, Yumiko san wa uta ga jōzu desu. Thì cái phần này là năng lực, đúng không ạ? Yumiko san hát rất hay thì cái phần hát này này là cái năng lực của cái chủ đề N1 này, Yumiko san. Còn với câu cuối cùng này thì ano ko chikara ga arimasu. Cái đứa trẻ rất là có sức, đúng không ạ? Do nó rất là khỏe đấy, thì nó cũng là cái năng lực thuộc về cái đứa trẻ đó. Thì cái phần này chúng ta đã học ở trong cái phần sơ cấp rồi. Như vậy là chúng ta xong được cả ba cái chủ điểm có liên quan đến trợ từ gạ và trợ từ vợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần ôn tập ở cái chủ điểm số 3 này. Ở câu đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy về đầu là con chó nhà tôi chân ngắn. Thì cái mà đưa ra làm cái chủ đề là con chó nhà tôi, chúng ta sẽ dùng với trợ từ vợ. Chân là cái bộ phận của nó, chúng ta sẽ dùng với trợ từ gạ mizikai Với câu thứ hai, "Komatta koto attara nan demo watashi ni soudan shite kudasai." Thì các bạn thấy là cái vế đằng trước này là một cái dạng phụ thôi đúng không ạ? Là một cái câu mệnh đề phụ thôi. À trong cái câu điều kiện, nếu mà có cái gì khó khăn thì bất kể chuyện gì cũng hãy trao đổi với tôi. Thì cái vế chính cái mệnh đề chính nó nằm cái phần này. Còn cái này nó chỉ là một cái phần phụ thôi. Thì chúng ta sẽ dùng ở đây là "Komatta koto attara" trợ từ ga, đúng không ạ? Còn với câu số 3, câu số 3 thì ở đây nó mô tả một cái sự việc mà lọt vào tầm mắt của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy Ah, kyo wa itsumo fujisan. thì chỗ này chúng ta sẽ dùng ở đây là trợ từ ga Hôm nay núi Phú Sĩ nhìn đẹp hơn mọi khi. Đây, fujisan ga kirei desu ne. Còn với câu thứ tư thì nó cũng là cái mà chúng ta lọt vào tầm mắt chúng ta nhìn thấy. mi mite, nhìn xem kìa, con chim nó đang ăn hạt Thì chỗ này các bạn cũng sẽ dùng với trợ từ có Đúng ạ Đến phần câu số 5 Chị có hikuto Sư Bố tôi thì cứ hễ mà bị cảm ấy Thì ngay lập tức là bố uống thuốc này Thì cái đối tượng gọi là Người thực hiện hành động rồi chủ ngữ chính trong câu này Chỉ có một thôi đó là bố Đúng không ạ? Thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng với trợ tứ và là cái chủ đề bố tôi mà Bố tôi thì là cái chủ đề chính hoàn toàn cho cả cái động từ là Nomimas cũng như là Kazeo hiku này. À. Tiếp theo với câu số 6 Thì cái phần này nó thể hiện cái cảm xúc đúng không ạ? Tôi thích thể thao Cái đối tượng chính là Watashi Và cái thích thể thao là cái cảm xúc của mình Sports ga này. Với câu số 7 Watashi Oshieta yarikata de yatte mite Hãy làm bằng cái cách mà tôi đã chỉ cho bạn. Vậy thì cái phần mà tôi đã chỉ cho bạn là cái phần bổ nghĩa cho cái danh từ là yarikata. Thì trong cái phần bổ nghĩa này chủ ngữ của nó chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga watashi ga desu ne. Còn với câu số 8, ở đây chúng ta có là ima anata nani Thì ý ở cái câu này là bây giờ là bạn thích cái gì? Thì cái chủ ngữ chính ở đây sẽ là Anatawa rồi tiếp vậy ít Watashi thì cái mono này á là cái danh từ làm chủ ngữ này cái mà tôi muốn nhất bây giờ là thời gian đúng không ạ cái này là chủ ngữ thì chúng ta sẽ phải đi với trợ tứ và còn cả cái phần này là bổ nghĩa cho mono cái gì cái mà tôi muốn nhất bây giờ thì cái mệnh đề phụ này á, chủ ngữ của mệnh đề phụ là Watashi nè, thì chúng ta sẽ dùng lá cần thì đây là xong cái phần này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào cái phần bài tập môn đai thứ tư là bài tập chung để tổng hợp các cái cách sử dụng của trợ từ vạ và trợ từ gọ. Cái phần bài tập này sẽ khá là dài các bạn nhé. Nhưng khi mà chúng ta làm cái phần bài tập này nhiều, thì dần dần chúng ta sẽ hiểu ra được là à cái quy luật của nó sẽ là gì để chúng ta biết ứng dụng vào những trường hợp sau. Với câu đầu tiên ạ, watashi Tanaka Sensei Tanaka Sensei Tôi không phải là Tanaka Sensei cái vị kia mới là Tanaka Sensei thì các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái phủ định đúng không ạ để chúng ta thể hiện rõ cái phần mà chúng ta muốn phủ định tôi ấy thì không phải thì chúng ta sẽ dùng ở đây là Trợ từ trợ từ vợ đúng không ạ còn cái vế câu sau đây là một cái dạng câu khẳng định và cái thông tin quan trọng của chúng ta là Konokata Nè, cái vị này mới là Tanaka Sensei Thì đứng sau cái phần thông tin quan trọng chúng ta sẽ dùng là Trợ tứ ga Konokata ga nè. Tiếp theo về câu số 2 Bus Kimasta yo Ano bus Doko e iku bus desu ka? Uh, xe buýt đã đến rồi Cái xe buýt đấy là cái xe buýt nó đi đến đâu ấy nhỉ? À, nó đi đến ga Tokyo Vậy thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có là cái thông tin quan trọng mà người ta muốn truyền tải đến ở đây là xe buýt. Không phải là cái gì khác, không phải là tàu hay cái gì đấy, mà là xe buýt nó đến rồi. Đúng không ạ? Bus ga kimashita yo. Đấy. Vậy thì đến lúc lần tiếp theo này, đến khi mà nhắc lại, à cái xe buýt đấy, đúng không? cái đoạn đầu này là chúng ta chưa biết cái xe buýt nào, chỉ biết là có cái xe buýt nó đến thôi. Và đến lần thứ hai nhắc lại, thì khi mà đến lần thứ hai nhắc lại, thì chúng ta sẽ dùng với trợ từ dạng chúng ta sẽ dùng với trợ từ và, và anobas và này giống như lần trước chúng ta đã từng đề cập là Ví dụ như là trong những cái câu Ngày xưa, ngày xưa ở đâu đó thì có một uh, ông cụ và một bà lão Thì cái trường hợp là ông cụ, bà lão này thì ngay lần đầu xuất hiện chúng ta chưa biết là ai cả Chỉ biết là có một cái đối tượng đấy thôi Chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga. Còn sau đấy thì người ta biết là ông cụ, bà lão đấy rồi Nhắc lại lần thứ hai rồi chúng ta sẽ dùng với trợ từ vợ Và thêm một cái nữa thì ở đây nó là trước cái gì ạ? Trước cái từ để hỏi Nên là chúng ta sẽ dùng là Anobasuba Anobasuba Do Tiếp theo với phần câu số 3 Ano no Thì các bạn nhìn thấy là Ở cái phần này á, thì đây là cái thông tin mà lọt vào tầm mắt của chúng ta Là mình có thể nhìn thấy Cái xe ô tô màu đỏ Ở trước cái tòa nhà đấy Các bạn sẽ dùng là ga Và sau đấy thì đến đoạn này Chúng ta nhắc lại cái thông tin Ano và nó nằm trước cái từ để hỏi nên chỗ này chúng ta sẽ phải dùng là ano kuruma wa Cái xe ô tô đấy là xe ô tô của ai vậy? Chợ từ vọ đúng không ạ? Và tiếp người B trả lời là a, are watashi no Là của tôi. Vậy thì ở trong cái phần này cái nội dung quan trọng mà người ta muốn truyền tải đấy là của tôi, đúng không ạ? Và đứng trước cái nội dung muốn truyền tải thì chúng ta sẽ dùng là ade wa nè nhớ nhá trước nội dung muốn truyền tải sẽ dùng trợ từ vợ sau nội dung muốn truyền tải ví dụ chỗ này là konokata thì sẽ dùng với trợ từ ga đúng không ạ tiếp theo với câu số 4 jishin atta toki doko ichiban anzen desu ka thì cái vế đằng trước này này là cái mệnh đề phụ khi mà xảy ra động đất thì nơi nào là an toàn nhất thì với cái trường hợp mệnh đề phụ này thì chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga jishin ga atta và tiếp vào cái phần này thì nó là sau cái từ để hỏi đúng không ạ? Sau cái từ để hỏi này các bạn cũng sẽ sử dụng là doko ga, doko ga". Còn trước từ để hỏi chúng ta dùng với trợ từ wa. Tiếp theo với câu số 5, watashi wa jikko kowai desu kara mo kuruma no với cái phần câu này thì các bạn có thể làm được ngay cái đoạn sau bởi vì đoạn sau là cái phần phủ định đúng không ạ? Tôi sẽ không lái xe ô tô nữa thì nó là cái phần nhấn mạnh phủ định chúng ta sẽ dùng là trợ từ vạ. Còn cái phần đằng trước thì các bạn nhìn thấy là cái chủ đề ở đây là Watashi ạ, đúng không ạ? Nhấn mạnh đưa vào phần này. Và cái phần phụ ở đằng sau là tôi thì rất sợ gặp tai nạn. Này, đó, cái chính ở đây này. Watashi wa là N1 này. Sau đấy đến cảm xúc của người ta đúng không ạ? Cảm xúc của người ta là sợ giống như cái câu là tôi rất thích bóng đá thì đấy là cũng là cái cảm xúc thì chúng ta sẽ đi với trợ từ ga jiko ga koi sports ga suki đúng không ạ tiếp theo với phần câu số 7 người a mới hỏi là nghe nói là cậu có thể nói được tiếng nga thì cái phần trước là danh từ n 1 là dùng với trợ từ ạ danh từ n 2 đây là cái khả năng đúng không ạ chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga Russia cô gọi Dikirusodisne. Thì người này mới trả lời là đọc thì có thể đọc được, thế nhưng mà nói thì lại không nói được. Hai cái đối lập nhau, trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng với trợ từ vợ ở cả hai vế, đúng không ạ? ạ Tiếp theo với phần câu số 7. Watashi wa kino netsu arimasu. Thì cái danh từ đầu tiên, N1, chúng ta dùng với trợ từ vợ. Thì đến cái phần vế thứ hai này, thì các bạn sẽ dùng netsu ga <laughs> Hôm nay tôi bị sốt, thế nên là tôi không bơi được. Thì cái phần này lại là cái câu phủ định Nhấn mạnh cái phần muốn phủ định chúng ta dùng với trợ tứ Và Sue Với câu số 8 Kono aida watashi ita hanashi Dare ni mo kudasai Đừng có nói với ai cái chuyện mà hôm nọ tôi nói với bạn nhé Thì cái chuyện này Chuyện gì? Chuyện mà hôm nọ tôi nói với bạn Thì cả cái phần Kono aida watashi ita nó bổ nghĩa cho hanashi Đó là cái mệnh đề phụ Thì chúng ta thấy là chủ ngữ trong mệnh đề phụ Chúng ta sẽ dùng với trợ từ gạo Cái chuyện đấy thì đừng có nói cho ai Ở cái phần này thì nó đứng trước Cái từ để hỏi này đúng không ạ Nó là cái chủ đề chính Thì các bạn sẽ dùng ở đây là trợ từ Va, nè, phủ định đó Hanashi wa dare ni mo để de kudasai Tiếp theo với câu số 9 Kono heya Saki, din san Soji shimashita Cái phòng này thì Chủ đề ở đây muốn nhấn mạnh à là cái phòng này đúng không ạ? Thì lúc nãy Linh Sáng đã dọn dẹp rồi, đã dọn vệ sinh rồi. Đến cái phần tiếp theo cái người thực hiện đúng không ạ? Là cái chủ ngữ trong cái câu này, còn đây là cái chủ đề thì các bạn sẽ dùng ở đây là trợ từ ga din sang Với câu số 10, a là natemasu ne. Chuông kêu. Đây là cái âm thanh mà chúng ta lọt vào tai chúng ta nghe được đúng không ạ? Mô tả chúng ta sẽ dùng với trợ từ chắc là ai đến dare. Thì đứng sau từ để hỏi, các bạn sẽ dùng với trợ từ ga, dare ga, đúng không ạ? Tiếp theo với phần câu số 11. Sacho, kyo cho koto honto desu ka? Thì cả cái phần trước để bổ nghĩa cho cái danh từ koto nhé Cái việc, việc gì? Việc là hôm nay giám đốc đến thì cái phần này là phần mệnh đệ phụ chủ ngữ trong phần mệnh đệ phụ dùng với trợ từ ga và đây chủ ngữ chính thì chúng ta sẽ dùng ở đây là koto wa cái mệnh đề chính ấy, cái chuyện đấy có thật không? Với câu số 12, kyou no tenki dou desu ka? Thì các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta đứng trước cái từ để hỏi, chúng ta sẽ sử dụng với trợ từ wa. Wa dou desu ka? Thời tiết hôm nay thế nào? I tenki desu yo. Thời tiết rất là đẹp. Ame furanai yo desu. Có vẻ như trời sẽ không mưa. Thì ở đây là cái phần mà chúng ta muốn phủ định đúng không ạ? Nhấn mạnh cái phần muốn phủ định các bạn sẽ dùng với trợ từ và ame vạ. Còn với câu số 13, tenki <laughs> yokereba, nếu mà thời tiết đẹp thì từ đây có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Thì trong cái câu này, cái vế này các bạn sẽ làm được đầu tiên đó là những cái mà chúng ta lọt vào mắt đúng không ạ? Rồi chia sang mắt Còn cái vế đầu này thì các bạn thấy là đây là cái điều kiện, tức là nó là cái vế phụ thôi điều kiện thôi còn cái chính là cái đằng sau này đúng không ạ thì phụ ở trong cái phần này thêm ký gạo yếu bạn này thì b lúc đấy thì b mới trả lời lại i không từ đây thì không nhìn thấy núi phú sĩ được đâu đây là cái phần mà chúng ta muốn phủ định muốn nhấn mạnh phủ định các bạn sẽ dùng với trợ tứ và còn về câu số 14 14 15 cố lên nào câu số 14 của chúng ta tháp được cô tổ tháng hai về đối lập đúng không ạ Ăn thì thích đấy Chúng ta sẽ dùng trợ từ vạ Nhưng mà nấu thì mệt lắm Trợ từ vạ Đúng không ạ Với câu số 15 À hốt Nhìn kìa Hoa anh đào bắt đầu nở rồi Cái thông tin lọt vào tầm mắt của chúng ta Các bạn sẽ sử dụng với trợ từ ga Còn ở phía sau Sakura Tsu mite mo ne Thì các bạn nhìn thấy là Ở đây á cái sakura nhắc đến đầu này, sau đấy là nó lặp lại một lần nữa này Thì thường là sẽ dùng với trợ từ vạ và thêm một cái yếu tố nữa là nó đứng trước cái từ để hỏi đúng không ạ sakura và sakura thì mình ngắm nó lúc nào cũng thấy nó đẹp nhỉ tiếp theo các bạn sẽ cùng bước vào cái phần bóng đai thứ năm phần bóng đai thứ năm này của chúng ta sẽ là một cái câu chuyện cổ tích và như mình nói là trong cái câu chuyện cổ tích cái phần mở đầu khi bắt đầu giới thiệu về nhân vật á lần đầu tiên xuất hiện đúng không ạ mukashi mukashi Ở đây có một ông lão và một bà lão. Cái thông tin quan trọng đây là ông lão và bà lão giới thiệu đầu tiên đúng không ạ? À, một ngày nọ, ông lão đi vào rừng đốn củi. Còn bà lão thì lại đi ra sông để giặt quần áo. Hai cái đối tượng đúng là trái ngược đúng không ạ? À, thì để nhấn mạnh hai cái đối tượng này và thêm một cái nữa là cái đối tượng Oji Sao và ba Sao đã được nhắc đến ở trước rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng là Oji Sao và Oba Sao và đúng không ạ? À, tiếp theo này. Ô ba lúc mà đang giặt ở ngoài sông thì cái vế này này đó, cái vế này là cái mệnh đề phụ đúng không? lúc mà đang giặt ngoài sông thì có một cái quả đào rất là to nó trôi trên sông thì các bạn nhìn thấy là cái phần này là một cái vế phụ chúng ta sẽ dùng ở đây là ô ba sáng này và tiếp nữa cái quả đào nó trôi trên sông thì cái này thì nó cũng là một cái thông tin mà người ta nhìn lọt vào mắt thì người ta sẽ dùng ở đây là trợ từ gạ tức là phần này chúng ta sẽ dùng hai trợ từ gạ luôn còn về câu số 6 ô ba sở thối Tết mô mộ khi đó ư chia bà lão đã nói là gì đó và sau đấy thì nhặt quả đào đem về nhà thì ở đây á chúng ta sẽ có là cái đối tượng chủ ngữ chính trong cái câu này là bà lão nói rồi bà lão nhặt rồi bà lão đem về đó thì với cái chủ ngữ như thế này chúng ta sẽ dùng ở đây là trợ từ vạ đúng không ạ trong cả một cái mệnh đề này obasama tiếp theo ojiro một ông cụ cũng rất là ngạc nhiên và ông cụ nói là konani okinomomo Hajimete mita yo đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy một cái quả đào nó to như thế này thì các bạn thấy là cái thông tin quan trọng á mà người ta muốn nhấn mạnh á đó là cái quả đào nó to như thế này thì là cái chủ đề người ta đưa ra ấy. quả đào nó to như thế này thì đây là lần đầu tiên chủ đề chính ở đây đúng không ạ trợ tứ và tiếp theo oji san to momo hanbun ni khi mà ông lão và bà lão thì thử bổ đôi cái quả đào ra thì cái vế này các bạn nhìn thấy đây là một cái mệnh đề phụ đúng không ạ chúng ta sẽ dùng với trợ tứ ga thì ở bên trong xuất hiện một cái cậu bé rất là khỏe mạnh thì đây là một cái sự việc mà chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Sự việc nhìn thấy cũng dùng với trợ từ ga. Tiếp theo thì đây là cái câu nói của ông lão đúng không ạ? Ông lão và bà lão nghĩ rằng, nghĩ rằng là Konoko cái đứa trẻ này, Konoko, 今日からうちの子にしよう. Cái đứa trẻ này thì từ hôm nay chúng ta sẽ nhận nó làm con. Thì cái chủ đề chính người ta muốn nêu lên ở đây là cái đứa trẻ này, đúng không ạ? chúng ta sẽ dùng ở đây là trợ từ và và tiếp theo vẫn là cái câu nghĩ của ông lão bà lão này kono donna thì cái chủ ngữ n 1 ở đây là với cái đứa trẻ này thì mình đặt tên thế nào thì được nhỉ tên ở đây là cái sở hữu của đối tượng đấy đúng không ạ thì ở đây chúng ta sẽ dùng với trợ từ ga donna cái ga ka na. tiếp theo ở trong cái câu này oji san to oba san kangaimashita cái đối tượng chính ở đây cho cái động từ kangai master đó chính là ông lão và bà lão thì trong cái phần câu này chúng ta sẽ dùng với trợ từ wa tiếp theo so shite momo kara umareta và bởi vì cậu bé được sinh ra từ quả đào thế nên là đã đặt tên cho cậu bé là Momotaro taro được xuất hiện ở cái phần đầu này và sau đấy thì xuất hiện lần thứ hai ở đây đúng không ạ thì chúng ta sẽ dùng là trợ từ gì ạ? Trợ từ là Momotaro wa taisetsu ni sorate rarete otona ni Momotaro thì được hai ông bà chăm sóc rất là cẩn thận và lớn lên lực lưỡng rippa otona ni Vậy là chúng ta hoàn thành xong tất cả những cái phần bài tập cũng như là những cái điểm lưu ý có liên quan đến trợ từ và và trợ từ ga với cái phần này thì có hai video. Nếu như bạn chưa xem cái phần video đầu tiên thì các bạn hãy tìm lại cái phần số 1 của nó để chúng ta xem đầy đủ trọn vẹn về cái cách sử dụng của hai trợ từ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.